Thưa quý vị, một thực tập sinh Việt Nam bị là nghi lén chôn đứa con mới sinh ở trong vườn. Ngày 12 tháng 11, thi thể của một trẻ sơ sinh đã được tìm thấy tại bãi đất của một khu chung cư thuộc thành phố Higashi Hiroshima ở tỉnh Hiroshima của Nhật Bản. Sau đó thì cảnh sát đã bắt giữ một nữ thực tập sinh người Việt Nam 26 tuổi được cho là mẹ của đứa trẻ này với tình nghi tội danh hủy giấu thi thể. Cảnh sát cho biết trẻ sơ sinh này là một bé gái được phát hiện vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 12 tháng 11 trong sân vườn của một ngôi nhà ở Shiwanishi thuộc thị trấn Shiwa. Khi được tìm thấy, thi thể của đứa trẻ vẫn còn dây rốn. Được biết nghi phạm có kể cho một người trong cùng công ty về việc đã chôn đứa con do mình đẻ ra. Người này sau đó đã tìm thấy thi thể và thông báo cho cảnh sát. Nghi phạm khai nhận đứa trẻ đã chết sau khi sinh và do lo sợ rằng mình sẽ không được đi làm nữa nên đã chôn để phi tang. Kết quả khám nghiệm cho thấy đứa trẻ chết sau khi sinh vài giờ, nguyên nhân là do suy giảm nhiệt độ cơ thể. Vào sáng ngày 14 tháng 11, nghi phạm đã được chuyển đến viện kiểm sát. Cảnh sát đang điều tra chi tiết.